Vâng, xin chào anh em nhé. Trên tay mình đây đang là một chiếc bật lửa của thương hiệu Zoro. Cái mẫu này thì nó cầm xăng rất là tốt anh em nhé, nên là mình sẽ giới thiệu cho anh em xem. Hiện tại thì cái mẫu này trên thị trường nó cũng ít nơi bán. Ngày xưa cái mẫu này bán rất là nhiều anh em nhé. Shop hầu như shop nào bán bật lửa thì cũng đều có cái mẫu này hết á. Thì hiện tại shop mình còn thôi, còn một số khác thì chắc là họ nhập đổi mẫu khác rồi. Bây giờ bán nó cũng không chạy bằng ngày xưa nữa. Đấy, tuy nhiên là mình vẫn cứ giữ lại anh em nhé, shop mình rất là nhiều mẫu, shop mình có hàng nghìn mẫu anh em nhé. Anh em mà muốn xem các mẫu sản phẩm bên shop mình thì cứ lên Google ở chữ zipman.vn nhé. Đây, zipman.vn là ra shop của mình để xem mà ảnh và video các sản phẩm khác, sản phẩm bật lửa độc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em và tiện đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách châm xăng và mình sẽ test luôn cho anh em chơi nhé. Thì trước tiên về cái sản phẩm này, về cái kích thước nó để tiện cho anh em hình dung thì mình sẽ có một cái bật lửa đây. Đây, trên đây là cái bật lửa Zippo anh em nhé. Thì cái phần này thì bên dưới cái buồng chứa xăng này, đây, nó cũng cao tầm tầm như cái thân của cái cây Zippo. Về cái độ dày của nó thì đây, nó cũng xem dày hơn một chút anh em nhé, dày hơn một chút. Còn về cái độ rộng thì chắc nó cũng rộng hơn một chút thôi. Xét về tổng thể thì dung tích chứa xăng của cây này nó sẽ to hơn dung tích chứa xăng của cây Zippo anh em nhé. Đấy, nó là như thế. Ok, quay lại với sản phẩm này thì chủ đề trên sản phẩm này mặt trước đây nhé. Mặt trước thì có các hình ông Quan Vân Trường anh em nhé. Quan Vân Trường đang cầm thanh thanh long đại đao đây. Ngày trước số mình có một anh khách hỏi là cái mẫu bật lửa mà có ông già chống gậy. Cái này không phải ông già chống gậy nhé. Quan Văn Trường cầm đại đao. Về mặt sau của nó thì có một chữ Hán. Chữ này thì theo mình biết là chữ nghĩa anh em nhé. Nghĩa trong từ nghĩa khí anh em nhé. Nó như thế. Chất liệu của sản phẩm này thì nó được cấu thành từ hai bộ phận anh em nhé. Mình rút ra cho anh em xem mộc đáy trước tiên này. Mộc đáy của nó có chữ Zoro đây. Đây. Nó như thế anh em nhé. Thì nó được cấu tạo từ hai bộ phận, một là phần vỏ, hai là phần ruột anh em nhé. Thì cái vỏ này mình cũng chưa bao giờ mình mài ra để mình test xem là chất liệu nó là gì. Đấy, nhưng mà khả năng cao nó cũng là hợp kim đồng thôi. Hợp kim đồng hoặc là bằng đồng anh em nhé. Nó như thế này. Đấy, nó sẽ không dỉ anh em nhé. Xong đấy rồi nó bọc thêm một cái lớp keo. Đấy. Cái lớp keo xong nó tạo màu như thế này anh em nhé. Thì nó bọc lớp keo như thế này thì khi mình cầm lên sẽ hạn chế bám vân tay và nó hạn chế cái việc xuống màu anh em nhé, không bị oxy hóa. Lớp keo này thì cũng rất là bền. Đi về đến cái phần ruột của sản phẩm này thì đây, cái này thì chắc chắn là bằng đồng rồi anh em nhé, không nghi ngờ gì nữa. Tại vì cái này mình phải mài ra mình mới biết được. Đấy. Còn cái này thì chẳng cần mài, mình chỉ cần mình cầm như thế này xong vài ba hôm sau thì nó ngã sang màu vàng nước chè thì mình biết nó là bằng đồng thôi anh em nhé. Mặt trước nó có chữ Zoro, mặt sau thì có logo Zoro đây anh em nhé. Thì như mình hay nói đó, Zoro là một thương hiệu từ Hồng Kông anh em nhé, sản xuất vào năm 2008, tức là được cái thương hiệu này ra đời từ năm 2008 anh em nhé. Thì đây, đây nó có sách máy có chứng anh em nhé. Như thế, còn bên dưới đây là cái để châm xăng anh em nhé. Châm xăng, thì tiện đây thì mình cũng sẽ châm luôn cho anh em. Cách châm xăng là lật lên đây anh em nhé. Còn cách thay đá thì rất là đơn giản, anh em chỉ cần xoắn cái này ra thôi là anh em thay đá được thôi. Còn châm xăng thì mình sẽ châm. Và cái cây này thì dùng xăng đá bấc như Zippo luôn anh em nhé. Trong quá trình sử dụng thì anh em nên dùng cái xăng xịn anh em dùng. Đây anh em mua gần nhà anh em nhé. Khi anh em mua xăng này thì anh em mua cái xăng mà cái đường viền này này, đấy, nó hàn với nhau chứ nó không phải là nếp gấp anh em nhé. Nó hàn với nhau và bình xăng màu đen 125 ml là xăng xịn. Khi mà anh em dùng xăng xịn nó cầm xăng rất là lâu. Một chiếc Zippo mà cầm xăng xịn đấy, dùng xăng xịn bỏ vào thì nó cầm xăng có thể lên đến cả một tuần anh em nhé, thậm chí hơn nữa. Đấy, còn riêng với cái cây bật lửa này thì nó cầm còn trâu bò hơn. Nó cầm xăng có thể lên đến tầm khoảng 10 cho đến 15 ngày anh em nhé. Đấy. Cây này thì anh em mua để dùng ở để trên bàn ấy. Đấy. Thì rất là phù hợp. Thì cây này thì nó cầm xăng rất là tốt, lý do bởi vì là khi mà trong đây này, đấy, nó đã có một cái gioăng cao su này, đấy, khi mình đẩy vào này, thì nó rất là kín luôn. Đấy. Còn mình đẩy vào cái này nữa, thì nó lại càng kín hơn anh em nhé.
nên là không có chỗ nào mà để bay xăng cả. Chính vì vậy nó cầm xăng rất là lâu. Đi đến cái phần ở bên trên đây thì cái buồng đốt của sản phẩm đây anh em nhé. Đấy. Mỗi bên nó có 5 lỗ. Cổ đá thì rất là đẹp, cao tròn bằng đồng. Bánh xe thì cắt như lưỡi cưa luôn, nên là rất là bén. Bên trong đây anh em nhé. Còn cái này thì nó không có lưỡi gà anh em nhé. Tuy nhiên nó có một cái cơ chế này, khi mình kéo lên đến đây nhé thì nó sẽ trợ lực mình này. Nó sẽ trợ lực. Nguyên nhân thì trong đây có một cái lò xo này. Đấy, cái lò xo ở bên trong đây anh em nhé. Đấy, nó được gắn nhau với cái trục này. Trục này thì rất là bền rồi anh em nhé. Thì cái sản phẩm này mình dùng rất chi là bền. Đấy, tất nhiên là với điều kiện là anh em dùng phải bảo quản anh em nhé, đừng có làm rơi làm rớt. Đấy, dùng ví dụ anh em dùng vài ba năm sau gì đấy thì nó mòn bánh xe thì mình thay bánh xe thôi, chứ còn không có vấn đề gì để hư hỏng nữa nhé. Bên trong thì có một sợi tim và cái núm này để chùm cái sợi tim anh em nhé. Cái màu đen đen ở bên quanh đấy thì đó chính là cái gioăng cao su anh em nhé, nó ngăn cho xăng bay hơi. Đấy, tức là nó cầm xăng rất là lâu. Và bây giờ mình sẽ tết lửa cho anh em nhé. Đấy anh em thấy không, rất là nhạy. Đấy, hai phát nhá. Đấy, cái này quẹt thì siêu nhạy luôn, anh em dùng xăng xịn nhé. Và quẹt này thì nó lên rất là ngon. Và bây giờ mình thử test rõ ra anh em xem nào. Nếu mà nhẹ nhẹ như thế này thì không bao giờ tắt được anh em nhé. Cái này thì mình có thể đánh giá là nó không chống gió tốt bằng Zippo. Đấy, nhưng mà nó chống gió cũng rất là tốt anh em nhé. Nhưng mà không thể so sánh được với Zippo. Tại vì Zippo có biệt danh là vua chống gió rồi anh em nhé. Đấy, ok. Thì cái sản phẩm này có mã số là RR24 anh em nhé. Anh em muốn cái này thì cứ gọi nhanh cho shop, số điện thoại Zalo đang chạy bên dưới màn hình anh em nhé. Anh em thích xem ảnh và muốn đặt hàng trực tiếp thì có thể kích vào đường link bên dưới nhé, hoặc là muốn đặt hàng trên Zalo hoặc trên số điện thoại thì cứ gọi nhé. Ok, cái này thì hiện tại shop đang phân phối giá là 350.000 đồng thôi anh em nhé, 350.000 đồng. Với những cái đơn hàng mà trên 300 từ 360.000 đồng trở lên ấy, là shop mình sẽ bao ship. Chính vì vậy cái này anh em có thể mua thêm một cái sợi tim này, sợi tim 35.000 của Zippo ấy, anh em thay thì shop mình sẽ bao ship anh em nhé. Vâng, anh em xem video cho shop xem được cái kênh nhé. Mình chào tạm biệt.